Xin chào tất cả các em, tiếp tục là cô đây. Cô là Trần Thị Thanh Phê, đến từ trường tiểu học số 2 Tử Hà, thị xã Hương Trà. Cô cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học truyền hình của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Như những tiết học trước, cô và các em sẽ cùng nhau chuẩn bị một số đồ dùng. Sách tiếng Việt, vở em tập viết, bảng con, bút chì, gôm, phấn và khăn lau bàn. Cô tin khi cả em đã quen dần với những lớp học đặc biệt như thế này, thì kỹ năng chuẩn bị đồ dùng dạy học tập hay kỹ năng từ phục vụ của các em sẽ rất tốt đấy. Tất cả các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ cùng đi vào bài học ngày hôm nay. Bố mẹ hỗ trợ các em mở sách giáo khoa trang 16. Các em cùng quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À đúng rồi, tranh vẽ một con thỏ đang ngậm bông hoa màu đỏ, một chú bò đang gặm nhụm cỏ non, một con chim có cái mỏ màu vàng khá lớn và một bàn trái đang bỏ rác vào thùng góp phần bảo vệ môi trường. Vậy các tiếng này có điểm gì giống nhau? Rất giỏi, các tiếng này đều giống nhau âm o, một số tiếng có dấu hỏi. Chẳng hạn như tiếng thò, tiếng bò, tiếng bò. Đó cũng chính là nội dung của bài học chúng ta ngày hôm nay. Bài 4, âm o, dấu hỏi. Đây là chữ o in thường, chữ o in hoa và chữ o viết thường. Các em hãy quan sát khẩu hình miệng và lắng nghe cô đọc. O, o. Khi phát âm âm o, cô tròn miệng và luồng hơi đi ra tự do. Cả em hãy cùng đọc với cô nào. O. Lần nữa. O. Cô mời tất cả các em. Rất tốt. Cô có hai nhóm âm thanh. Nhóm 1. Bo. Co. Đo. Nhóm 2. Bỏ, cỏ, đỏ. Sau khi lắng nghe, cả em thấy hai nhóm này có điểm gì khác nhau? À đúng rồi, nhóm thứ nhất gồm những tiếng mang thanh ngang. Nhóm thứ hai gồm những tiếng mang thanh hỏi. Đây là dấu hỏi. Cả em hãy cùng nói với cô nào. Dấu hỏi. Nhắc lại, dấu hỏi. Cả em hãy nói thật to cho bố mẹ mình nghe nó. Trong tiếng Việt của mình có rất nhiều tiếng có dấu hỏi, chẳng hạn như thò, tỏi, đỏ. Cả em tiếp tục quan sát màn hình. Đố các em, đây là con gì? À, rất dễ đúng không nào? Đây là con bò. Chúng ta có tiếng bò. Tiếng bò có âm bờ đứng trước, âm o đứng sau, thanh huyền nằm trên âm o. Các em lắng nghe cô đánh vần. Bờ, o, bo, huyền, bò, bò. Các em hãy cùng đọc với cô nào. Bờ, o, bo, huyền, bò, bò. Thêm một lần nữa. Bờ, o, bo, huyền, bò, bò. Cô mời tất cả các em nào. Thế, còn đây là gì? Đây là một đám cỏ xanh non mơ mờ. Cô và các em có tiếng cỏ. Tiếng cỏ có âm cờ đứng trước, âm o đứng sau. Thanh hỏi nằm trên âm o. Các em cùng đánh vần và đọc trơn với cô nào. Cờ, o, co, hỏi, cỏ, cỏ. Nhắc lại. Cờ, o, co, hỏi, cỏ, cỏ. Các em hãy đọc thật to lên cho bố mẹ mình nghe nó. Như vậy là các em đã làm rất tốt rồi đấy. Cô và các em sẽ cùng nhau đọc lại toàn bộ bài. O,
bờ, o, bo, huyền, bò, bò. Dấu hỏi. Cờ, o, co, hỏi, cọ, cọ. Cô mời tất cả các em. Các em à, chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cho nên mỗi gia đình hãy thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế để giữ gìn sức khỏe của bản thân, gia đình và của cả cộng đồng đấy. Như vậy, muốn khỏe thì chúng ta hãy cùng nhau vận động nào. Cô mời các em đứng lên và vận động với cô bài hát vui nhộn sau. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đưa trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2 mét. 4. Thành thật khai báo nhà. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. 5. Rửa tay sạch mọi lúc. 5. Cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đưa trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2 mét. 4. Thành thật khai báo nhà. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. 5. Rửa tay sạch mọi lúc. Hãy luôn nhớ đến thông điệp 5K. Cô tin chắc rằng nhờ sự đồng lòng và quyết tâm, tất cả chúng ta sẽ chiến thắng được con virus đáng ghét này. Chúng ta chỉ tạm dừng đến trường chứ không dừng học. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào bài học của mình nào. Cô sẽ hướng dẫn cả em viết chữ O, chữ cò, số 4. Cô tin chắc rằng cả em nếu chú ý sẽ viết rất đều, đẹp. Đấy là chữ O. Cả em hãy cho cô biết chữ O có độ cao bao nhiêu ly? À đúng rồi, chữ O viết thường có độ cao 2 ô ly, độ rộng 1 ô ly rưỡi, gồm 1 nét cong kín. Điểm đặt bút ngay dưới đường kẻ ngang thứ 3, chạm lên đường kẻ ngang. Các em viết cho cô một nét cong kín tròn, đều, có độ rộng 1 ô ly rưỡi. Sau đó, điểm dừng bút của chúng ta sẽ ngay tại điểm đặt bút. Cả em quan sát lại một lần nữa. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong chữ O. Đấy là chữ cọ. Chữ cọ có con chữ cờ đứng trước, chữ O đứng sau. Dấu hỏi nằm trên, chữ O nằm ở ô ly thứ 3. Cả em quan sát. Điểm đặt bút ngay dưới đường kẻ ngang thứ 3, viết một nét cong hở phải. Điểm dừng bút ngay tại đường kẻ ngang thứ 2. Lia bút dưới đường kẻ ngang thứ 3. Cả em viết một nét cong kín có độ rộng 1 ô ly rưỡi và điểm dừng bút ngay tại điểm đặt bút. Cả em lia bút viết dấu hỏi nhỏ gọn ở ô ly thứ 3. Cả em cùng xem lại. Tiết trước, cô đã hướng dẫn cả em viết số 3. Thế thì hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cả em viết số 4. Thế thì số 4 sẽ có độ cao bao nhiêu ly? Cả em đếm cùng cô nào. À đúng rồi, số 4 sẽ có độ cao 2 ô ly, độ rộng 1 ô ly, gồm có 3 nét, nét xiên, nét ngang và nét sổ. Điểm đặt bút ngay tại đường kẻ ngang thứ 3. Cả em viết cho cô một nét xiên đến giữa ô ly thứ nhất, không nhấc bút, viết nét ngang. Nhấc bút lên, viết cho cô ngay giữa đường kẻ một nét sổ thẳng xuống đường kẻ ngang thứ nhất. Cả em quan sát lại.
Để nắm lại quy trình của việc cả con chữ, cô và cả em sẽ cùng nhau luyện viết vào bảng con. Cả em hãy lấy bảng con của mình ra nào. À, cô tin chắc rằng nếu cả em luyện viết thật nhiều thì những con chữ O của mình sẽ rất tròn, đều và đẹp. Bây giờ cả em tiếp tục mở vở và chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết bài 4. Cả em hãy tô theo màu chữ O, viết một dòng chữ O, một dòng chữ cọ. Tô theo màu dòng số 4, viết dòng số 4. Cả em lưu ý, hãy đặt bút ngay tại những dấu chấm và viết đúng độ cao con chữ, dấu thánh các em đặt ở trên con chữ O ở ô ly thứ 3. Cô nhắc cả em viết bài đúng tư thế, lưng thẳng, mắt cách vở 25-30cm, hai tay đặt lên bàn và cầm viết đúng cách. Để tiếp tục, các em quan sát tranh. Cháu có biết tranh vẽ gì? Sau đó tìm tiếng chữa âm O. À, trong hình có con thỏ, cây cò, con bò và một chú chó. Như vậy, cô có tiếng chữa âm O là tiếng thỏ, tiếng cò, tiếng chó, tiếng bò. Và tất cả các tiếng này đều chứa âm O. Các em hãy cùng đọc theo cô nào. O, thỏ, O, cò, O, bò, O, chó. Cô mời tất cả các em. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thi tìm những tiếng chữa ngoài bài có chữa âm O. Cô cho các em thời gian 1 phút đó. À, có rất nhiều từ phải không các em? Chẳng hạn như tiếng ho có chữa âm O, món ngon hay là nóng đều chữa âm O. Thế tiếp tục nào, các em hãy tìm cho cô những tiếng ở ngoài bài có chữa dấu hỏi đó. À, như vậy chẳng hạn như cái giỏ đi chờ của mẹ, những vỏ lon hay là ngón tay trỏ của mình cũng đều là những tiếng có chứa dấu hỏi đấy các em à. Như vậy các em tin không? Sẽ là một trò chơi rất thú vị nếu các em cùng thi tìm từ. Các em biết không?
sẽ là một trò chơi rất thú vị nếu các em thi tìm về bố mẹ và những người thân của mình những tiếng có ấm hoặc dấu thanh mà chúng ta đã học. Các em hãy thử ngay cùng với bố mẹ mình tối nay nhé. Để tiếp nối, cô có một câu sau. Câu của cô, chữ đầu câu được viết in hoa, cuối câu có dấu chấm. Các em hãy cùng đánh vần và đọc trơn được cô nào. Bờ, o, bo, huyền, bò, bò. Cờ, o, co, sắc, có. Cờ, o, co, hỏi, cọ. Bò, có, cọ. Cô mời tất cả các em. À, các em cho câu hỏi này. Bò có gì? À, đúng rồi. Bò có cọ. Cô tin khi các em trả lời được câu hỏi của cô thì các em đã hiểu được nội dung của câu ứng dụng mà chúng ta học ngày hôm nay. Các em có thích chơi trò chơi không? Cô sẽ cho các em tham gia vào một trò chơi. Trên màn hình, cô có 3 con vật. Các em hãy nêu tên cả con vật và bắt chước tiếng kêu của con vật đó. Các em hãy suy nghĩ và trình bày trong vòng 1 phút. Đố cả em, đây là con gì? À đúng rồi, đấy là con bò. Vậy cả em xem và nghe con bò nó kêu như thế nào nhé. À, con bò nó kêu tiếng có chữ ấm o. Bò. Bò. À, tranh số 2. Con gì đấy? Đúng rồi, đấy là một chú gà trống, là một con vật rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Nó được biệt danh là chiếc đồng hồ báo thức của mọi gia đình. Vậy chú gà trống gãy như thế nào? Rất dễ đúng không nào? Cố tính chắc ai cũng thực hiện đúng cả. Đều là những tiếng có chữ ấm ơ. Các em thấy có thú vị không nào? Bước sang tranh số 3. Sẽ hơi khó đối với các em đúng không nào? Nhưng cô sẽ hướng dẫn các em thêm một gợi ý. Đây là con của con trâu đấy các em à. Thì đó là con gì? Rất giỏi. Đó là một chú ngẻ con. Và ngẻ con sẽ kêu là ò. Ò. Các em xem cô bắt chước có đúng không nhé? À, như vậy ngẻ con cũng kêu những tiếng ò, là những tiếng có ấm o, rất đặc biệt phải không cả em? Cả ba con vật của chúng ta đều kêu lên những tiếng có ấm o. Cả em à, cả con vật cũng có những tiếng nói riêng của mình đấy. Cả em hãy chú ý lắng nghe, sẽ phát hiện được rất nhiều điều thú vị từ thế giới xung quanh chúng ta. Như vậy, buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hôm nay, cô đã giới thiệu cho các em ấm o, dấu hỏi. Các em về nhà, hãy đọc lại bài, viết bài thật đẹp và nhớ chuẩn bị bài sau, bài ôn tập. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở chương trình sau.